đóng cái cửa ngoài thôi. Và đây là bạn mất cấp. Ủa bây giờ quay luôn hả chị? Quay rồi đó em. Chị cho em mất cấp nhanh trước được không? Và em sao hồn nhiên xinh như nàng tiên, cho bao chàng trai ngất ngơ thân thờ xin làm quen. Hôm nay sẽ diễn áo dài không biết sẽ làm gì đây. Và hôm nay vấn đề là hôm nay là chị sẽ diễn với một bé nhỏ phải 9 tuổi. Cho nên mình phải lên cho nên cho bé đó, bé đó hay học. Chị chung với mình một phần là tốt. Để bé hơi sạch sáng người khó. Nope. Cái này không phải gì hết. Đào tạo vô đét tương lai. Dạ, ấy là chị mở mấy cái nhạc. Không, chị mở nhạc. Dạ dạ, nhạc cổ điển á, cái gì kia. Cái gì dạng không lời rồi nè, cái nọ rồi đó. Cái nhạc nó ngủ đó em. Dạ. Trời ơi, đi make up mà nghe nhạc không lời thì đi ngủ sao? Thì make up và cả người mẫu sẽ ngủ hết đó. Em mà biết bữa nay mà có quay nha. Em đã làm rất nhiều chuyện vui lắm. Có còn đây là giờ nợ chúng nó. Có còn đây là giờ nợ chúng nó. Vẫn chưa nha. Chưa trả luôn hả? Đã tính là trừ gian kể thứ bảy chủ nhật. Sao? À, 15 ví dụ đây đi cho. Có một kỷ niệm rất là đẹp đó chị, nhớ không? Cái gì? Cái fashion week đó. Anh thì đẹp đẹp. À, vô trường đẹp, chảy rớt bộ tóc một cái bịch. Lộn. Rớt xuống đất luôn. Chạy qua chạy rớt luôn. Rớt bộ tóc giả. Biết rồi. Quay chạy luôn hả? Đừng cho mình chạy. Cái gì đó mà?